cũng bị chết đói. Theo tác giả Văn Tạo trong bài Nạn đói ở Việt Nam năm 1945, nguyên nhân và hậu quả, in trong cuốn sách Nỗi đau lịch sử, nạn đói năm 1945, báo Tuổi Trẻ và Nhà xuất bản Trẻ thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2007, thì riêng tỉnh Thái Bình, nơi nạn đói diễn ra trầm trọng nhất, đã được Ban lịch sử tỉnh điều tra, con số tương đối sát thực tế là cả tỉnh chết đói mất 280.000 người. Chỉ tính số người chết đói ở Thái Bình, cùng với Nam Định hơn 210.000 người, Ninh Bình 38.000 người, Hà Nam 50.000 người, thì số người chết đói đã lên đến hơn 580.000 người. Như vậy, con số 2 triệu người Việt Nam chết đói trong 32 tỉnh cũ tính từ Quảng Trị trở ra và hai thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng là gần với sự thực. Đỉnh điểm của nạn đói là tháng 3 năm 1945, từ lúc phải ăn rau dại, củ chuối, vỏ cây, bán dần tài sản trong gia đình để mua lương thực cầm hơi, đến lúc không còn gì để bán và không thể mua, rất nhiều người đã ngồi chờ chết. Dân chúng bỏ làng lũ lượt kéo nhau đi mà không biết đi đâu, kiếm được gì, xin được gì, ăn nấy. Vì đông người xin quá nên cũng không có nhiều người có để cho, và thế là cứ là dần đi và chết. Trong các bức ảnh của nghệ sĩ Võ An Ninh có những hình ảnh khi người con xin được chén cháo cố đút cho bố, nhưng miệng ông đã cứng đờ. Nhiều gia đình chết cả nhà, gia đình tứ tán đi các nơi kiếm ăn và sau này cũng chết gần hết. Có dòng họ chỉ còn một vài người sống sót. Cuốn Lịch sử tỉnh Hà Nam Ninh xuất bản năm 1988 cho biết, Phủ Nghĩa Hưng, Nam Định, mỗi ngày chết 400 người. Huyện Kim Sơn, Ninh Bình, cả vụ đói có 22.908 người chết. Trong 6.161 hộ thì có 1.571 hộ chết không còn người nào. Khi người đói kéo về các thành phố lớn, lúc đầu chết còn được bó chiếu đem chôn. Sau vì nhiều người chết quá, nhà chức trách đành phải chất xác lên xe bò, hất chung xuống hố. Nhân chứng kể lại rằng, có người còn thoi thóp nhưng vẫn bị vứt lên xe đưa đi chôn vì trước sau gì cũng chết. Tài liệu của Viện Sử học cũng cho biết, nhiều nhân chứng sống sót kể lại gặp rất nhiều cảnh thương tâm khi người mẹ đã chết đói, nhưng con nhỏ vẫn cố sờ tìm núm vú đã teo đét và cứng đờ lạnh ngắt của người mẹ để ngậm. Có đứa trẻ còn thoi thóp đã bị vứt lên xe bò chở xác cùng với người mẹ đã chết để đem hắt ra bãi tha ma. Trong bức thư viết vào tháng 4 năm 1945 về thảm trạng nạn đói mà chính mình đã chứng kiến, tác giả Vespi từng mô tả.